anh nè. Em có phải là tiên không? Anh hỏi ai vậy? Anh Peter nè. Mình quay lại được không em? Anh biết mình sai rồi, em có thể nào tha thứ cho anh một lần được không em? Anh nghĩ có xin lỗi của anh là xong hả? Anh biết dù có nói gì nữa em cũng không thể nào tha thứ cho anh được đâu, đúng không em hả? Vậy anh lên giường nhắm mắt lại á, ngủ đi rồi mơ ha. Thôi thôi anh về đi anh ơi, đừng có quay lại tìm em nữa. Từ lúc anh đi sao không hối tiếc và muốn quay lại để bào chữa. Tình yêu đã hết, nước mắt đã cạn, bao nhiêu ước mơ bất chốc lụi tàn. Anh hối hận cũng đã quá muộn, giờ muốn quay lại cũng hóa muộn màng. Tự anh nói là anh yêu tôi, ngoài tôi anh không còn yêu ai khác. Rồi cuối cùng anh vứt tôi đi, xem tôi không bằng một bãi rác. Bị nói chia tay rồi anh đòi quay lại. Anh nghĩ anh là ai? Anh đến khi buồn rồi vui, anh đi gả được con khác thì anh lại bay. Tới chừng có thì không biết giữ, phải mất anh đừng có tìm. Nếu quen chơi thì xin anh vắng, vì tôi không phải là con điếm. Lừa được lần một đừng mơ lần hai, niềm tin trong anh tôi chẳng còn. Anh nói thương tôi nhưng rồi sao hả, trên áo anh đầy những vết son. Quen con này cặp con kia, sao anh không bật chế độ công khai? Thứ tôi nghi ngờ bên trong tâm trí nó là sự thật chứ không sai. Những thứ tốt đẹp chưa bao giờ có, vì đó là điều anh tạo ra. Và câu buông tay từ miệng của anh, nó đã kết thúc cho tất cả. Chưa kết thúc. Anh xin em một lần thôi và hãy lắng nghe anh nói. Lúc trước có thể anh không trân trọng, mà giờ anh hối hận rồi. Bởi còn yêu nên vẫn còn thương. Mất em rồi sao mà anh sống? Chính vì lẽ đó anh muốn quay về làm lại từ đầu có được không? Anh xin em một lần thôi và hãy lắng nghe anh nói. Lúc trước có thể anh không trân trọng, mà giờ anh hối hận rồi. Bởi còn yêu nên vẫn còn thương. Mất em rồi sao mà anh sống? Chính vì lẽ đó anh muốn quay về làm lại từ đầu có được không? Anh xin lỗi vì ngày đó đã bố em theo người khác. Sau tất cả anh chị nhân lại những gì dành cho là bội bạc. Họ bố anh rồi em ơi, họ theo người khác rồi em. Họ chơi anh nghèo, họ lợi dụng anh xong rồi họ ném. Anh biết giờ có nói gì em cũng chẳng thể nào tha thứ. Anh hận chỉ biết trách cho bản thân. Ước giờ có được từ giá như, giá như ngày đó không bỏ em đi theo của lại quên tình. Giá như tất cả những gì anh làm đều là giấc mơ tan biến khi tỉnh. Có không giữ thì mất đừng tìm. Ừ câu nói đó luôn đúng, nhưng mà em mà một lần trái phạm anh biết sửa thế nào cùng. Tha thứ một lần em ơi, để cho mình thêm cơ hội. Trong tình yêu luôn có tha thứ cái mà anh luôn chờ rồi. Hối hận lầm lỡ anh biết mình sai, vì cạm bẫy trong anh quá nhiều. Đam mê một lúc mất đi một đời, anh biết mình sai xin em hiểu. Anh muốn xây dựng lâu đài của em, hạnh phúc ở cùng anh. Chứ anh không muốn em lại phá vỡ rồi bỏ anh lại một mình làm. Anh xin em một lần thôi và hãy lắng nghe anh nói. Lúc trước có thể anh không trân trọng, mà giờ anh hối hận rồi. Bởi còn yêu nên vẫn còn thương. Mất em rồi sao mà anh sống? Chính vì lẽ đó anh muốn quay về làm lại từ đầu có được không? Anh xin em một lần thôi và hãy lắng nghe anh nói. Lúc trước có thể anh không trân trọng, mà giờ anh hối hận rồi. Bởi còn yêu nên vẫn còn thương. Mất em rồi sao mà anh sống? Chính vì lẽ đó anh muốn quay về làm lại từ đầu có được không?